Mình chào các bạn. Thì trước mặt các bạn nó thấy những cái khuôn thỏi vàng qua những thời kỳ mình điều chỉnh và mình làm lại khuôn. Thì hiện tại cái thỏi vàng của mình năm nay là năm 2023, áp dụng cho năm 2023 thì những cái mẫu thỏi vàng mình đã điều chỉnh và mình cải tiến, nói chung là mình làm mới lại rồi. Thì các cái mẫu cũ nó mình đã bỏ ngưng, mình không sản xuất nữa. Thì hôm nay các bạn thấy đó, thì trên thị trường nó bây giờ rất nhiều cái khuôn thỏi vàng không có đạt chuẩn. Không có đạt chuẩn là như thế nào? Tức là cái khuôn đó nó tỷ lệ làm đạt kém, không có thoát hơi thoát nước, không có cái chỗ mà để mình cọt kẽm này kia đâu, để giống như là mũi da xanh của mình đó, nó cái nén nó rất là lớn. Thành ra là khi mình chọn những cái khuôn mà lực nó yếu kém hoặc không có chỗ cọt kẽm này kia phù hợp thì dẫn tới là có thể là khuôn bị bể. Thì số lượng lớn như vậy đó, khi mình làm thì mình phải làm sao cho cái khuôn mình chuẩn và mình thiết kế cái cách mà mình làm nhanh nhất có thể. Thì bây giờ đó, thì hiện tại thì Tâm đã về được hai mẫu khuôn chuẩn cho bưởi da xanh, dưa hấu và bưởi diễn. Thì đây là cái khuôn của bưởi da xanh. Nói chung là da xanh thì cái khuôn này cải tiến như thế nào? Cái khuôn này thì mình cải tiến trên cái nền khuôn mà có trên thị trường. Tức là cái chiều ngang của nó bây giờ đã tăng lên rồi. Tại vì khi mà cái tế bưởi da xanh đó, các bạn thấy từ cái cánh tay này qua cánh tay bên đây, hoặc dưa hấu cũng vậy, khi mình vô khuôn đó, mình muốn đầy được hai cái tay lên nó ép nén mà nó chuẩn với nhau đó, thì cái cầu khoảng này nó phải ngắn. Còn cái bưởi này tế da xanh này thì nó quá lớn đi, nó tầm khoảng 17 cm vậy. Thì một tế da xanh khi các bạn chẻ ra thì đo từ bên đây qua bên đây thì không có tế nào, nó không giống như cục bột mình ép nén thì nó chạy là không phải. Tức là nó chỉ lớn trong cái dao động là khi tới bưởi nó lớn rồi thì nó ngưng phát triển rồi thì hai cái tay này nó không lên đó. Chính vì vậy thì bắt đầu thì Tâm mới cải tiến và mình cho ra cái mẫu khuôn bưởi da xanh, nói chung là cứng cáp, trọng lượng nặng hơn, khuôn dày hơn đó. Thì chiều ngang mình nở rộng ra và chiều dài mình hẹp lại một tí, nói chung là cho cái khuôn mình tỷ lệ đạt cao đó. Thì mình có cái chống bể và gon thoát nước. Thì cái cách thì mình không xỏ lỗ nữa, hiện tại cái khuôn này là 18 con ốc, bù lon con tán, 18 con. Mà nhưng bây giờ mình giảm lại còn 14 nữa và mình chọn theo cái cách nữa là không xỏ lỗ qua nữa. Mình gài ốc, tức là mình dặn ốc sẵn, khi mình lên cây mình chỉ để vô là mình dặn thôi, để vô mình dặn thôi. Thì như vậy á, mình làm cho cái khuôn của mình nó nhanh, tức là cái thời gian làm nhanh, số lượng lớn mình làm và nó chuẩn, nó nhanh như vậy thì nói chung là mình không có mỗi chân mỗi tay này kia đâu, mình leo cây leo trèo này kia đâu, mình làm nó hiệu quả và nhanh đó. Thì đây là cái khuôn mẫu 2023, đây là mẫu cho dưa hấu và bưởi da xanh loại lớn. Còn đây là cái mẫu bưởi da xanh mà dành loại nhỏ hơn, tức là cái khuôn này mình cũng tớp nhỏ lại từ cái khuôn này qua khuôn này đó, làm cho cái khuôn này nó nhỏ hơn, tỷ lệ đạt cao hơn. Thì trên thị trường đây là cái khuôn bưởi diễn, các bạn thấy cái chiều ngang của nó là rất là hẹp, nó hai cái tay này lên rất là khó, tại khi tới bưởi lớn rồi nó bị ép lại rồi, hai tay này nó không lên, nó không có thời gian cái chỗ để nó tung lên. Thì cái bưởi cái khuôn này á, thì của mình là cái khuôn mới đây, thì cái chiều ngang của nó rộng hơn, các bạn thấy nó sinh rộng hơn, nhưng cái chiều dài nè, các bạn thấy là nó tương đồng với nhau, nó gần bằng với nhau, tức là mình chỉ nở chiều ngang thôi. Thì như vậy cái khuôn của mình á, thì nói chung là làm sẽ tỷ lệ đạt cao hơn. Và cái cách mình đó là hiện tại 14 con ốc chứ không phải 16 con nữa, mình sẽ giảm được hai con nhưng giảm số lượng nhiều, các bạn lên cây sẽ rất là nhanh. Thứ này là bây giờ mình đang xỏ ốc nè, xỏ ốc như vậy thì khi mình bù lon với con tán mình lên mình gác khuôn lại và mình xỏ qua mình dặn thì nó rất là lâu. Còn bây giờ mình đã chuẩn bị sẵn hết rồi, thì tức là nhà mình dặn sẵn hết rồi, lên cây mình chỉ gài vô và mình dặn dài vô xít, dài vô xít thôi, thành ra nó rất là lẹ đó. Thì bên mình nó có hai lựa chọn, là mình chọn ốc dặn như thế này đó, hoặc hai là ốc bướm. Ốc bướm thì nó sẽ làm lẻ hơn đó. Thì đây là cái khuôn chuẩn, thì các bạn có nhu cầu về khuôn hay kỹ thuật này kia đâu thì liên hệ với Tâm, số Zalo là 0939545658 đó. Thì bên mình cung cấp những cái khuôn gọi là mới và chuẩn nhất, mỗi năm như vậy thì Tâm đều cho làm lại khuôn hết để cho mình có được cái những mẫu khuôn chuẩn. Chứ trên thị trường bây giờ các bạn thấy bây giờ nhựa thì nó rất nhiều loại nè, nó rất là nhiều và nó sẽ giòn bể này kia đâu, các bạn thấy nó rất là mỏng. Cái này là nó mỏng nè, thấy không, nó là mỏng và cái lỗ tròn nó không đều nè, cái cuốn thôi là nó đã muốn nhỏ hơn cái cuốn nữa, thì làm sao cái tán sinh trưởng tốt được, giống như một cái bưởi mà mình như cái bào thai vậy đó, cái dây gốm nó quá nhỏ thì làm sao nó nuôi được cái bào thai đó nó lớn đó. Ít ra cũng phải lớn như thế này để giống như là cái bưởi mình sinh trưởng tốt đó. Cái lỗ này mình cũng thiết kế nghiên cứu nè, để vừa chuẩn, không bự quá cũng không nhỏ quá. Rồi
khuôn của mình nó có cái gon, cái đường chỉ chạy thoát thoát nước nữa, rồi mình sẽ khoan những cái lỗ thoát hơi để giống như cái trái mình khi mình vô ấy, nó không bị hầm và trái sinh trưởng tốt. Đây là cái dạng khuôn mình đã thay đổi và nghiên cứu nhiều năm mà mình điều chỉnh. Nó như cái khuôn này đây, là cái khuôn nhỏ của bữa diễn đây. Đây là khuôn này mà nhưng mình thấy nó đạt kém qua nhiều năm á, bắt đầu mình mới dặn ốc mình làm cho nó hở ra nè. Đó thì mình test khuôn mình thấy nó cái trái nó lớn nhanh. Đó thì từ đó mình mới nâng cái chiều ngang cho cái khuôn cho nó rộng ra. Đó. Cái khuôn mới thì mình nâng ra thì mình thấy nó tỷ lệ đạt cao hơn. Mỗi năm như vậy đó thì mình thấy tỷ lệ đạt nó cao hơn. Thành ra cái sản phẩm mình nó đẹp và nó có giá trị cao, cái lợi nhuận mình tăng lên. Thì các bạn thấy đấy, ví dụ mình làm 1.000 cái khuôn đi, 1.000 trái đi, mà tỷ lệ tăng lên 50% thôi là các bạn thấy cái giá trị của cái đồng lợi của mình như thế nào. Đó, chính vì vậy là mình cải thiện nhiều năm và cái khuôn của mình nó dày, mình sử dụng được nhiều lần nhiều năm. Bạn bỏ tiền ra nhưng tuy nó mắc hơn tí xíu mà nhưng nó xài được nhiều vụ thì cái lợi nhuận mình nó rất là cao. Chứ mà mình tham rẻ, mình chọn khuôn mỏng rồi về nó bể nữa, xài chưa được năm thì lên nó giòn nó bể, thì nói chung là lúc đó thì cái mình mất trái, mất luôn cái khuôn luôn. Đó. Thì bên Tâm không phải là bán khuôn để tìm cái lợi nhuận từ khuôn, mà bên Tâm nói chung là làm ra cái khuôn mà dày nhất, cứng nhất và có thể là mình hiệu quả thì lại đạt cao nhất, để mình làm ra cái sản phẩm mà nói chung đạt chuẩn và mình bán ra thị trường có giá trị cao. Một cặp bưởi trên thị trường các bạn biết rồi đó, đạt bán rất là cao, nhưng là cái sản phẩm mà để mà đạt có trên thị trường nó rất là hiếm. Nó chỉ có những cái sản phẩm mà giống như là các bạn thấy qua nhiều năm chỉ sao chép với nhau là không cải thiện. Thì tại vì một cái người mà sản xuất khuôn thì họ chỉ đổ cho bạn cái khuôn thôi, thì làm sao có kinh nghiệm và có cái kỹ thuật và cái cảm nhận để giống như là cái trái như thế nào, phát triển như thế nào và cần như thế nào. Giống như một cái người may áo vậy đó, nếu mà một người là chỉ hình dáng cái áo thì họ chỉ may mà họ bán, thì khi mình về mình bận, mình là người là bận cái áo đó, mình biết bây giờ là cái chỗ đó nó cần phải nở rộng hơn chút và cái chỗ đó cần phải tớp lại một xíu, thì như vậy mình bận cái áo mình cảm thấy thoải mái và mình có được một cái kích cỡ mà chuẩn để mình sản xuất đó. Thì đôi lời mình chia sẻ, nói chung là Tâm là phân phối về cái khuôn thì cũng ít, mình cũng ít chia sẻ nhiều, tại nói chung là mỗi người có một cái kinh nghiệm và mỗi người có một cái kỹ thuật riêng. Thì qua nhiều năm thì Tâm sản xuất như vậy, Tâm cũng muốn đem lại cho hộ bà con nông dân mình hoặc những cái người mà giống như là làm để giống như là có được cái sản phẩm mà chuẩn và nói chung là hiệu quả và đạt lợi nhuận cao. Thì cái số điện thoại của Tâm là 0939545658, thì cứ liên hệ với Tâm để có mình trao đổi với nhau, mình có kinh nghiệm với nhau để mình sản xuất và cùng nhau mình đưa cái lĩnh vực trái cây tạo hình này là luôn phát triển. Rồi Tâm cảm ơn các bạn nhiều.